đầu tư 200 triệu. Thêm 30 triệu nữa để 210 triệu được không ạ? 210 triệu. Thiệt luôn á, em xin lỗi em cắt lời anh, nhưng mà giống như anh lấy thịt đè người vậy. Anh lấy anh Ba Ngọc Sơn, anh lấy chị Mỹ Lệ, rồi anh, rồi Phương Mỹ Chi, rồi này kia nọ để anh thuyết phục Ngọc Phụng. Trong khi em á, em không có cái gì ngoài tiền. Xuất sắc chị ơi. Chị nói thật là 210 triệu cộng với lại nguyên đại gia đình hot hit như thế kia thì chị nghĩ là Phụng cũng đã hơi bị lung lay đúng không ạ? Nhưng mà chị vẫn một lần nữa vẫn mong là với tấm lòng của chị cùng với lại 250 triệu để có thể lấy được bài hát này. Một mùa nước lớn, nước nổi quê mình. Một mùa gió lớn, gió lùa bờ kênh. Nhà tranh bếp siêu rung rinh, bầy con trẻ thơ im thinh. Ngày mùa nước lên là cha sớm đi chưa bình minh. Làng nghèo xác xơ, đứa trẻ bơ phờ, lặng lội cắm câu dĩ dầu mẹ trong. Mẹ trong đứa con đi sông, chiều buông nó hay mưa giông. Thấy hình bóng cha cùng anh Út Tư đi từ xa. Khi cánh chiều lạ lời, nước xanh thay màu, nước son trôi về đồng, nắng cháy món quà chốn đây, cá tôm cua đầy, hương mái chèo dòng quay. Biết bao tháng ngày nước nuôi dâng dài, bạc phai mái tóc nhớ mùi nước sâu. Huyền thấy đây là một bài hát rất là xúc động. Anh Lê không nói nên lời luôn. Kim Anh cũng vậy, và tất cả mọi người ở đây đang bị lắng động bởi giọng hát của bạn và giai điệu cũng như bài hát này quá là tuyệt vời. Ngọc Phụng đã khai thác triệt để cái giọng hát của mình cũng như là câu chữ trong bài hát để có thể thể hiện một cách xuất sắc như vậy. Thật sự là chúc mừng Ngọc Phụng nha. Chị đang rất là mong chờ Ngọc Phụng sẽ chọn chị là nhà đầu tư của Ngọc Phụng. Có nhiều cái câu hát nó gắn liền với cái tuổi thơ của anh. Anh là gốc ở Cà Mau mà, ngày xưa anh cũng đi giăng câu, giăng lưới. Nói chung là những cái gì mà công việc ở quê, ở ruộng đều làm được hết. Ở đây thì anh biết là rất là nhiều người thích cái ca khúc của em. Anh thật sự anh bé nhỏ, nhưng mà anh hy vọng em sẽ để ca khúc này cho anh. Và chắc chắn anh hứa anh sẽ làm một cái MV thật là chỉnh chu, thật là hoành tráng, để anh đáp lại tình yêu của tất cả mọi người. Anh sẽ đầu tư cho Ngọc Phụng ca khúc này 70 triệu. Anh biết là đối với Kim Anh thì không có gì khác ngoài vàng. Đối với chị Hạnh thì không có gì khác ngoài tiền. Còn đối với anh thì anh có một ít tiền và cả cái tấm lòng của anh nữa. Và kể cả diễn xuất nha em. Nha. Anh có một gia tài diễn xuất ở đây. Thật sự ra thì vàng hay tiền nó cũng không có quan trọng. Bởi quan trọng là tình cảm và hơn nữa là cái sự phù hợp. Và chúng ta cùng nhau đưa ra những năng lượng tích cực lan tỏa đến tất cả quý vị khán giả yêu thích dòng nhạc dân ca Bolero. Và vì vậy cho nên là Kim Anh nghĩ rằng là con số 100 triệu có thể đầu tư. Và Kim Anh mong rằng là cái bài hát đó Kim Anh sẽ được song ca một câu gì đó với lại Phụng. Anh biết Ngọc Phụng từ 4 năm trước rồi, thì mỗi bài của Phụng đều lên hàng triệu triệu view. Có những bài hát mà chính anh Lê là trực tiếp liên lạc với em để xin hát nữa. Hôm nay em đã được mọi người quý trọng em. Và bài hát này em đã cho anh rất là nhiều cảm xúc trong đây. Vì có cha, có mẹ. Và khi mà em hát ca khúc này á, một cái giai điệu mà
anh cứ nhớ trong đầu là cái, anh cứ tưởng tượng hình dung này mà cái giọng hát này vào giọng hát của chị Phi Nhung, em hiểu không? Tại vì anh rất là thân với Nhung, khi mà em ca bài ca này cái vang vẳng trong thanh, cái anh cứ nhớ cái hình ảnh của Phi Nhung. Trong nhà anh rất là gần với bố, mà hồi nhỏ nhà anh cũng không có giàu có gì hết, bố cũng phải đi làm xa, buổi chiều đi ra chờ có ba về chưa, có má về chưa. Bài hát này đã cho anh rất là nhiều cảm xúc, nên anh rất là cảm ơn Phụng, em sáng tác quá hay. Anh rất là tự hào em vẫn giữ cái bản chất những giai điệu quê hương của người Việt Nam chúng ta. Anh Lê sẽ không đấu đá với ai cả, nhưng mà anh Lê còn con gái của mình là Phương Mỹ Chi, giọng hát Việt nhí ở cái bài Quê Em Mùa Nước Lũ. Thì nếu cái bài này mà đưa cho Phương Mỹ Chi nước không về nữa thì có phải là còn gì bằng không? Anh sẽ đầu tư 100 triệu và trao cho con gái của mình là Phương Mỹ Chi. Lê ơi, anh có bốn em nghe, rất là thích cái bài này. Bài này hay lắm, xoáy động trong tim. Và anh góp 4 với em 50 triệu nha. Là 150 triệu từ anh Ba Ngọc Sơn cùng với Quang Lê đầu tư cho Phương Mỹ Chi. Dạ khoan ạ. Em cũng hiểu tấm lòng người cha nuôi của anh Lê, nhưng mà bản thân Kim Anh thì cũng rất là lâu rồi sau Thà Người Đừng Hứa và những ca khúc dân ca khác. Bây giờ Kim Anh nghe được cái bài hát này của Phụng thì thật sự là Kim Anh cũng rất thích, rất là muốn cái bài hát này sẽ về với đội Kim Anh để Kim Anh có thể có một ca khúc mới cùng chung với Phụng để đưa đến cho khán giả. Kim Anh xin đầu tư 200 triệu. 200 triệu. Đây là chiến thần chốt deal. Anh Lê biết là Nhật Kim Anh ngoài việc mà ca hát rồi diễn viên còn kinh doanh về mỹ phẩm nữa, nên cô ấy sẽ có rất là nhiều tiền hơn anh Lê. Anh Lê chỉ có đi hát thôi. Nhưng mà anh Lê được anh Ba hỗ trợ cho mình là thêm 50 triệu nữa. Nếu em muốn cho anh Lê và Phương Mỹ Chi cái cơ hội này thì anh xin góp 130 và anh Ba 50 là 180 triệu cho em. Vẫn thua Kim Anh 20 triệu. Phụng, Kim Anh đã 200, Quang Lê là 180. Lúc đầu là anh Quang nói là anh Quang có cái tấm lòng và 70 triệu. Thì thôi bây giờ anh Quang sẽ bỏ thêm 30 triệu nữa và anh sẽ kèm theo tấm lòng và một ekip MV rất là đặc biệt. Anh sẽ mời một trong những DOP tốt nhất ở Việt Nam bây giờ và một đạo diễn MV có nhiều ý tưởng sáng tạo nhất và một ekip trang thiết bị hiện đại nhất. Với vì cảm động với cái tấm lòng tình cha quá vĩ đại và muốn giúp cho Quang Lê toàn nguyện điều này. Thêm 30 triệu nữa để 210 triệu được không ạ? 210 triệu. Vậy là em cảm ơn anh Ba, cảm ơn Mỹ Lệ đã hỗ trợ lên. Em thấy không Phụng? Em thấy tình cảm từ ba người. Anh Lê, thiệt luôn á, em xin lỗi em cắt lời anh, nhưng mà giống như anh lấy thịt đè người vậy. Anh lấy anh Ba Ngọc Sơn, anh lấy chị Mỹ Lệ, rồi anh, rồi Phương Mỹ Chi, rồi này kia nọ để anh thuyết phục Ngọc Phụng. Trong khi em á, em không có cái gì ngoài tiện. Xuất sắc chị ơi. Chị nói thật là 210 triệu cộng với lại nguyên đại gia đình hot hit như thế kia thì chị nghĩ là Phụng cũng đã hơi bị lung lay đúng không ạ? Nhưng mà chị vẫn một lần nữa vẫn mong là với tấm lòng của chị cùng với lại 250 triệu để có thể lấy được bài hát này. Xin cảm ơn chị Nhật Kim Anh ạ. Gửi tiết kiệm VPBank ngay hôm nay tặng thêm lãi suất, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.